Kumon Kapramatka Education Center chuyên dạy kèm toán và anh văn cho học sinh các cấp từ mẫu giáo đến trung học với hơn 60 năm kinh nghiệm và đã có mặt tại 55 quốc gia trên thế giới. Riêng tại Úc, Kumon đã và đang có hơn 50 000 học sinh đang theo học. Đặc biệt trong tháng 5 2022, Kumon sẽ có chương trình dạy thêm miễn phí trong 2 tuần lễ để giúp học sinh có cơ hội tiếp cận với các lớp học của Kumon. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc Ly Dương qua số 0419 293 633, hoặc đến thẳng trung tâm tại 125 Capramatta Road East, Capramatta, New South Wales 2166. Sau hơn 40 năm cộng đồng người Việt định cư tại Úc, lần đầu tiên sản phẩm nước mắm Made in Australia có tên gọi là Fish Sauce được làm từ 100% cá tươi tại Úc và tất nhiên là đã được Bộ An toàn Thực phẩm New South Wales chuẩn nhận. Một sản phẩm không thể thiếu tại mỗi bữa cơm của các gia đình người Việt. Mọi chi tiết để đặt mua xin vui lòng liên lạc 02 8102 7678 hoặc 0412 437 345 hoặc đến thẳng địa chỉ số 1 trên 88 Civil Street, Fairfield East, New South Wales 2165. Auschwitz Source, niềm tự hào của cộng đồng người Việt tại Úc. Thanh Huyền xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả của Đài Việt Face TV Úc Châu. Kính thưa quý khán giả của Vietface TV, chỉ còn hai ngày nữa là cuộc bầu cử chính thức bắt đầu và tất nhiên là chính giới và truyền thông hầu như hoàn toàn chú trọng vào cuộc vận động tranh cử và các chính trị gia cũng đang chạy nước rút nên có lẽ ít ai còn quan tâm về số người dương tính với Covid-19 tại Úc vẫn ở mức cao. Tuy vậy, ngày hôm qua, lần đầu tiên, cả Thủ tướng Morrison và lãnh tụ Albanese đều đã nhắc đến vấn đề đại dịch, và trong khi Thủ tướng Morrison xác quyết là một chính phủ liên đảng sẽ không để tình trạng phong tỏa một lần nữa xảy ra đối với cư dân Úc, thì ngược lại, lãnh tụ Albanese cho rằng một chính phủ lao động có thể sẽ tái áp đặt lệnh phong tỏa nếu ca nhiễm tiếp tục gia tăng. Trong khi đó, thì Ủy ban bầu cử đang đối diện với nguy cơ thiếu hụt nhân viên và một số phòng phiếu có lẽ sẽ không thể mở cửa được trong ngày thứ Bảy này. Và sau đây là phần tin chi tiết của Việt Face TV trong bản tin vào lúc 1 giờ trưa hôm nay thứ năm ngày 19 tháng 5 năm 2022. Bầu cử ngày 21 tháng 5, nhiều phòng phiếu có thể không mở cửa vì thiếu nhân viên. Bầu cử năm nay 2022 có 3 vấn đề quan trọng mà các cuộc bầu cử trước đây chưa từng đối diện. Thứ nhất là về thành phần bị nhiễm Covid-19 mà vào thời điểm này đang có gần 380.000 ca dương tính đang phát triển. Nếu họ từ 18 tuổi trở lên và đã có tên trong sổ cử tri thì làm sao họ có thể bầu cử được. Đặc điểm thứ nhì là số cử tri đi bầu cử sớm cao hơn thường lệ. Tuy nhiên vấn đề này sẽ không gây trở ngại gì, ngược lại còn giúp giảm áp lực tại các phòng phiếu trong ngày 21 tháng 5. Yếu tố thứ ba là vấn đề tổ chức. Theo nguồn tin từ Ủy hội Bầu cử AEC, thì Ủy hội này đang gặp nhiều khó khăn vì thiếu hụt nhân viên, mà lý do chính là vì hàng trăm ngàn nhân viên tuyển dụng tạm thời có thể sẽ không đủ để tất cả các phòng phiếu trên toàn quốc được mở cửa, đặc biệt tại các vùng nông thôn, vì một số nhân viên này đã bị dương tính và không thể thi hành nhiệm vụ trong ngày 21 tháng 5. Các chuyên viên bầu cử coi đây là những trường hợp chưa từng xảy ra trong quá khứ. Tại Nam Úc cũng như tại Queensland và đặc biệt là Tây Úc, Ủy hội bầu cử địa phương cho biết là nhiều thị trấn hẻo lánh tại nông thôn sẽ gặp nhiều khó khăn, thậm chí là phòng phiếu cũng không thể mở cửa trong ngày 21 tháng 5, trong khi những ai muốn bầu cử bằng thư tín thì thời hạn chót đã chấm dứt vào chiều tối ngày hôm qua thứ tư. Cứ mỗi lần có cuộc bầu cử thì ủy hội AEC phải tuyển dụng hàng trăm ngàn nhân viên làm việc. Tuy nhiên có vẻ như điều kiện làm việc và thù lao không đủ hấp dẫn trong năm 2022 nên tổng số nhân viên được tuyển dụng không cao trong khi AAC còn gặp nhiều vấn đề liên quan đến đại dịch COVID-19 khi mà hàng ngàn nhân viên phải cách ly vì bị dương tính. Sinh hoạt tranh cử Thủ tướng Morrison tại Tasmania rủi ro khi nô đùa với đội bóng tròn nhí. Hôm qua, trong lúc vận động tranh cử tại Braddon là một đơn vị bấp bênh tại Tasmania, Thủ tướng Morrison đã nô đùa với một đội bóng tròn nhí vào rủi ro là ông Morrison đã va chạm với một học sinh và cả hai đã bị té ngã Lý do mà ông Morrison đã tham dự hoạt động của đội bóng này là vì ông Morrison đã cam kết là liên đảng sẽ tài trợ để cải thiện các sinh hoạt thể thao cho học sinh địa phương. Cùng tham dự vào sinh hoạt thể thao này còn có dân biểu tại đơn vị Braden là ông Gavin Pitts. Ông Morrison đã bày tỏ quan ngại đối với học sinh đã bị té ngã cùng ông tên là Luca và hy vọng là Luca không bị thương tích gì. Ông Morrison cũng hứa là sẽ trở lại đơn vị này trong tương lai. Thủ tướng Morrison không phải là chính trị gia duy nhất đã bị rủi ro khi tham dự vào các diễn tiến thể thao. Trước đây, Thủ tướng Bob Hawke cũng đã tham dự vào một trận cricket hồi năm 1984 và ông đã bị thương ở mắt khi một quả cricket bay thẳng vào mặt ông. Ngoài ra, thì Thủ tướng John Howard cũng đã gặp rủi ro khi chơi cricket trong một chuyến công du đến Pakistan hồi năm 2005. Người ta chưa biết rủi ro mà ông Morrison đã gặp ngày hôm qua tại đơn vị Braddon có gây ảnh hưởng gì hay không trong cuộc tranh cử lần này nhắc lại Braden là một trong hai đơn vị bấp bênh của đảng tự do mà Thủ tướng Morrison hy vọng là có thể chiến thắng trong ngày 21 tháng 5 này. Trong khi đó thì đơn vị bấp bênh còn lại của đảng tự do là Bass. Chuyên viên phân tích bầu cử có trụ sở tại Tasmania, tiến sĩ Kevin Bonham nói rằng, cử tri Bass đặc biệt có thói quen loại bỏ những người đương nhiệm. Điều này được chứng minh khi mà chiếc ghế này đã được đổi chủ 8 lần trong số 10 cuộc bầu cử liên bang gần đây nhất kể từ năm 1993. Dân biểu hiện tại của Bass là bà Bridget Archer, có lẽ sẽ được biết đến nhiều nhất trên toàn quốc vì đã bỏ phiếu chống lại chính phủ về sửa đổi dự luật phân biệt tôn giáo và ủng hộ một ủy ban liêm chính quốc gia. Bà Archer từ chối phỏng vấn về câu chuyện này, nhưng tiến sĩ Bonner nói rằng những quyết định đó có thể giúp phân biệt bà với các dân biểu Bass trước đây. Trở lại năm 2016, ứng cử viên lao động Ross Hart đã giành được đơn vị Bass, thế nhưng ông đã mất ghế vào tay bà Bridges Archer vào năm 2019 và hy vọng sẽ thắng cử vào thứ bảy này. Sinh hoạt tranh cử. Lãnh tụ Albanese trước câu lạc bộ báo chí quốc gia. Hôm qua lãnh tụ đối lập Albanese đã trở lại câu lạc bộ báo chí quốc gia ở Canberra và trong bài diễn văn gần 30 phút, ông đã không loan báo một chính sách nào mới của Đảng Lao động. Thay vào đó, ông đã dành nhiều thời gian để chỉ trích cá nhân Thủ tướng Morrison cũng như chính phủ Liên đảng Tự do Quốc gia. Về mặt ngoại giao, lãnh tụ Albanese đã xác nhận sẽ thay đổi một chính sách tương tự như chính sách của Liên đảng. Sau khi đã có cuộc họp báo tại Canberra, lãnh tụ đối lập Albanese di chuyển về Sydney để vận động tranh cử tại đơn vị Fowler và ông đã xuất hiện trước một cử tọa gồm khoảng 400 người thuộc nguồn gốc công dân Úc gốc Italy. Nhắc lại là ông Albanese cũng thuộc nguồn gốc Italy và chính họ Albanese của ông cũng là một cái họ rất phổ biến tại Italy, tương tự như họ Nguyễn hoặc họ Trần của người Việt Nam. Theo nguồn tin báo chí, sở dĩ lãnh tụ lao động Albanese đã phải đến vận động tại một đơn vị trước kia được coi là an toàn là Fowler vì ứng cử viên thả dù Christina Keneally đang có nguy cơ bị thất cử, theo nhận xét của các cơ quan truyền thông mà nguyên nhân chính là bởi vì bà Keneally không phải là cư dân địa phương những người đã phát biểu trong cuộc gặp gỡ với ông Albanese tại đơn vị Fowler ngày hôm qua nói rằng họ rất hãnh diện khi có một thủ tướng Úc thuộc nguồn gốc Italy. Trong khi đó, thì cá nhân ông Albanese cũng đã đặc biệt nhấn mạnh là nếu đảng lao động thắng cử vào thứ Bảy này, thì chính phủ sẽ có một thủ tướng đầu tiên có nguồn gốc Italy và tại Thượng viện sẽ có một lãnh tụ đầu tiên thuộc nguồn gốc Trung Hoa, đó là bà Penny Wong. Ứng cử viên thả dù Keneally từ chối thảo luận về tương lai chính trị Hôm qua, trong cuộc vận động tranh cử tại Fowler, ứng cử viên lao động Christina Keneally nói rằng tất cả các ứng cử viên của đảng lao động đều nỗ lực vận động để đảng lao động có thể chiến thắng và nắm chính quyền sau ngày 21 tháng 5. Tuy nhiên, khi được hỏi là nếu bà thất cử thì bà sẽ làm gì và liệu sự kiện bà được thả dù vào đơn vị Fowler có phải là một quyết định đúng đắn của đảng lao động hay không, thì bà Keneally đã lần tránh và không trả lời câu hỏi này. Mặc dù vậy, bà Kennedy xác quyết là sự việc bà tranh cử tại đơn vị Fowler có thể cho cư dân tại đơn vị này một cơ hội có một bộ trưởng cao cấp trong nội các chính phủ để đại diện cho họ. Nhắc lại là theo một cuộc thăm dò cử tri đã được loan tải trên tờ Daily Telegraph phát hành ngày thứ ba tuần này, cho thấy là số phiếu ưu tiên một dành cho bà Kennedy đã giảm 13%, xuống còn 42% vào thời điểm ba tuần lễ trước đây, và dự phóng là sự sụt giảm này có lẽ vẫn sẽ tiếp tục sau đó. Tuy nhiên, chưa có cuộc thăm dò cử tri nào khác để xác định vị thế của hai đối thủ là Kennelly và Đài Lê, ứng cử viên độc lập và hiện là phó thị trường thành phố Fairfield. Theo nhận xét của chuyên gia bầu cử của đài ABC Anthony Green, cũng như các ký giả của Sky News và các nhật báo Daily Telegraph và The Australian, thì ứng cử viên độc lập Đài Lê có thể có cơ may làm nên lịch sử, mặc dù Fowler đã từng là một đơn vị rất an toàn của lao động. Cư dân tại Fowler, đặc biệt là cử tri gốc Việt, đã bất mãn vì giới lãnh đạo đảng lao động đã thả dù một chính trị gia từ vùng phía bắc giàu có của Sydney đến đơn vị Fowler thuộc Tây Nam Sydney là nơi mà đa số cử tri thuộc thành phần tay làm hạm nhai, kể cả cử tri gốc Việt. Thủ tướng Morrison và lãnh tụ Albanese có lập trường khác nhau về việc phong tỏa vì COVID-19. Trong suốt thời gian của cuộc vận động tranh cử, đại dịch COVID-19 vẫn tiếp diễn tại Úc, và ngay trong ngày hôm qua thứ Tư, tổng số ca nhiễm với COVID-19 đã trên mức 56.000 và trong hai ngày trước ngày bầu cử, tức là hôm nay và ngày mai, dự phóng số ca dương tính sẽ trên mức 100.000. Thế nhưng cho đến nay, con số này ít khi được nhắc đến và cuộc vận động tranh cử hầu như đã quên lãng việc nước Úc đã trải qua hai năm đại dịch mà nhiều thủ phủ đặc biệt là Melbourne và Sydney đã bị phong tỏa nhiều lần. Và hôm qua thứ Tư, có lẽ là lần đầu tiên mà vấn đề này được nêu lên. Riêng về phần thủ tướng Morrison thì ông tuyên bố rõ ràng là một chính phủ Morrison nếu tái đắc cử sẽ không muốn trở lại tình trạng cũ của thời kỳ phong tỏa. Thủ tướng Morrison nói rằng chúng ta sẽ trở lại thời kỳ mà mỗi ngày đều có các cuộc họp báo để loan chi tiết về số ca nhiễm cũng như số người tử vong, hay nói khác hơn là đại dịch COVID-19 là tin tức chính hàng ngày. Ông Morrison không muốn trở lại tình trạng này để đời sống của cư dân không bị can thiệp quá nhiều với các cuộc phong tỏa như đã xảy ra trước đây. Trong khi Thủ tướng Morrison đã có lập trường rõ rệt là ông không muốn nhìn thấy tình trạng phong tỏa, tái áp đặt tại bất cứ nơi đâu ở Úc, thì lãnh tụ Albanese lại không có lập trường dứt khoát và ông nói rằng một chính phủ lao động có thể sẽ tái áp dụng các biện pháp kiểm soát chặt chẽ, chẳng hạn như việc phong tỏa đã từng xảy ra trong năm 2020 và 2021. Trả lời giới truyền thông tại câu lạc bộ báo chí quốc gia, ông Albanese đã loan báo là một chính phủ lao động sẽ nghiên cứu chiến lược để giảm hạ nhân số tử vong vào thời điểm ngày hôm qua, nước Úc đã có 7.926 người tử nạn vì virus Covid-19. Tất nhiên, mỗi trường hợp tử vong đều là một thảm họa cho gia đình và bạn bè. Tuy nhiên, con số dưới 8.000 ca tử vong trong tổng số trên 6.700.000 ca dương tính là một thành quả tương đối tốt đẹp so với các nước khác trên thế giới. Cũng vào thời điểm này, toàn thế giới đã có trên 524 triệu ca dương tính và trên 6.300.000 người tử vong. Ứng viên thả dù Kennelly thiếu kiến thức thực tế về cư dân Fowler, theo ứng viên độc lập Đài Lê. Hôm qua, trong cuộc phỏng vấn với đài Sky News, ứng cử viên độc lập gốc Việt Đại Lê đã nói rằng ứng cử viên thả dù của đảng lao động Christina Kennelly chưa hề có kinh nghiệm thực tiễn về những khó khăn, những trăn trở mà cư dân vùng Fowler đã từng trải qua. Bởi vậy, theo nhận xét của cô Đài Lê, thì bà Kennelly khó có thể hiểu được những nhu cầu cần thiết của cư dân địa phương. Vì một ứng cử viên từ một vùng giàu có ở phía bắc Sydney không có kiến thức thật sự về những thách đố và khó khăn mà cư dân Fowler đã từng trải qua trong suốt hơn 2 năm đại dịch, khi những hàng triệu người tại vùng tây nam Sydney đã phải sống trong tình trạng phong tỏa vô cùng khắc nghiệt thì cư dân vùng phía bắc Sydney và miền đông Sydney vẫn được tự do và do đó theo cô Đài Lê thì đơn vị Fowler cần có một đại diện là người địa phương và đã cùng cử tri địa phương trải qua những khó khăn của thời đại dịch vừa qua. Cô Đài Lê đã đến Úc định cư cùng gia đình khi cô chỉ là một bé gái 11 tuổi vào đầu thập niên 1980 và kể từ thời điểm ấy đến nay Đài Lê đã trưởng thành và sinh sống tại khu vực Fowler này. Trong khi đó, thì thị trường thành phố Fairfield, ông Frank Carboni cũng đã nhận xét rằng ứng cử viên Connelly đang đối diện với một cuộc tranh cử khó khăn mà lý do chính chỉ là vì bà không phải là cư dân địa phương và số phiếu ưu tiên một dành cho bà Connelly đã giảm sụt 13% xuống còn 48%, trong khi Đài Lê đang có 38%. Đơn vị Fowler thuộc Tây Nam Sydney, bao gồm cả thủ phủ Cabramatta, được coi là trái tim của cộng đồng Việt Nam. Ngoài cộng đồng người Úc gốc Việt, đơn vị Fowler cũng có nhiều sắc dân khác, và do đó Fowler đích thực là một đơn vị văn hóa đa nguyên. Với bản tin vừa rồi, Thanh Huyền xin được tạm dừng chương trình tin tức của Vietface TV. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thanh Huyền xin chào tạm biệt và chúc quý vị có một ngày thật đẹp. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin tức của Đài Việt Face TV Úc Châu vào lúc 3 giờ chiều ngày hôm nay.